Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M200 Aquarius. Mỗi khẩu súng có cái ngoại hình cực kỳ đẹp, băng giảm thanh các kiểu luôn. Và cái sức mạnh của nó thì thực sự là nó phải gọi là siêu siêu mạnh em ạ. Deadlay mắc chậm luôn. Khi các bạn chuyển từ 3Z Bon Beat sang ấy thì các bạn mới cảm nhận được cái sức mạnh của em nó. Nó hack à? Ba thằng clan khói. Úi dồi ôi, hack thật à? Rank ngày cuối năm vẫn còn hack. Bọn này cũng lựa ngày phết nhở. Ok, mình sẽ cam mic. Rồi. Úi dồi ôi, TMP nó đẩy nát rào rồi. Ok, mình vẫn đứng cam đây, cam cái thằng trên này. Ui, không được rồi. Khi mà nó thấy mình rồi thì tốt nhất là té thôi, tại vì cái chỗ nó cam đẹp hơn. Để mình xem rào đẩy đến đâu rồi. Úi dồi, 2 vết 5 này. Ơ, cái định mệnh này thì TMP này, double kill này, còn nữa không? Ô, cái định mệnh HL kìa, vãi xoài, đồng thế. Anh giết thằng này đến thằng khác, không biết bao giờ cho hết. Lag rồi, sao lại lag? Không phải hết à? Mình thấy cũng bình thường mà. Team người ta thì được cái cầm theo TMP thì hơi bị gắt đấy. Cùng nữa, free bow. Ok, nó lại giết người ở khu vực rào rồi. Thằng này nó máu chó đi rào ấy nhở. Rào kia, đấy có đeo gì? À, team mình vẫn có TMP này, hay quá. Đừng lao cân nó đi bạn ơi. Hình như là chết rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải canh, tại vì nó đẩy được rào thì nó sẽ dồn vào đây. Nó giết được người ở rào, nó sẽ dồn vào. Kiểu như là hôn được môi là lôi được váy. Đấy, anh em hiểu như thế. Đây này. Ui, 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 nó lên kìa. Vãi xoay. Biệt ngay mà. Có sai đâu. À kìa. Ơ, mình thấy nãy có vài thằng kênh cùng mình mà. Thật đấy nào. Vãi xoài. Nó đứng ở trên mà nó không biết được người vào luôn ạ. Ủa, này bắn hay thật. Một quả bỏ đi tự dưng nó lại lên. Chán thế. Cái lúc mình kênh thì nó không lên. Số phận hẩm hiu anh em ạ. Cuộc đời thật lắm bất công. AFK. Really? Hit Tinker. Vâng, team bạn đang chat là treo. Nhưng không biết là lừa tình hay là gì đây. Đúng rồi, treo rồi, hay quá. May đấy, không thì trận này thua cho xem. Bắn VL thật. Ok, chúng ta sẽ bắn đàng hoàng hơn. Cái khẩu M200 này bắn cũng đam cũng hơn khẩu AW. Mình thấy dã vào người cái tỷ lệ chết một phát là cao hơn AW. AW toàn một nửa thôi, bắn không sướng. Trừ phi các bạn cầm cầm ốp VIP thôi. Nó đang tập trung snipe ở trên kia. Mình cứ đứng đây canh thôi. Úi dồi ôi, nhảy xuống này cứng. Gì? Rồi còn một. Còn một thôi bạn ơi. Không biết nó chạy ở đâu rồi. Chúng ta lấy thịt đè người nào. 1 vs 3 thì chả nhẽ là không win. Nó không để rào ta. Bọn này rất thích để rào mà. Sao bây giờ rào không có ai nhỉ? Cạn lời. Thằng nữa ở đâu nhở? À đi bạn ơi. Ô, cái định mệnh nó lại đâu đâu ở nhà nó kìa, vãi xoài. Biết thế mình đẩy lên luôn. Mình cứ sợ nó qua A thôi. Thằng này đứng một mình nó vào nó đặt bo. Mình không thể thả nó một mình được. Phải chăn dắt cơ. Nó còn non yếu các bạn ạ. À nó trốn, ok biết mà. Còn một thằng dĩ nhiên phải trốn rồi. Cái khẩu M200 này bắn nó cũng khá là ảo. Mình cũng ghét bắn khẩu này. Các bạn yêu cầu thì mình làm thôi. Ấy chứ mình không thích bắn khẩu này. Cứ 3Z hoặc ốp mà táng thôi. Ui.
Nói chung là cái dòng này nó không thiên về hướng gì hết anh em ạ. Chuẩn cũng không chuẩn, mệnh cũng không mệnh, cứ dở dở gương, khó bán cực. Ủa ơi, kìa nó lên rồi kìa. TMP. Anh em đâu? A à, kìa, A à, đông. A1, A2, A1 cái đéo ấy. What the fuck. Ui, 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 nghe tiếng chân. Định mệnh. Căng vậy. Thằng này nó quyết tâm là hiếp mình anh. Đâu rồi? Ôi móc móc đi này, móc đi này bạn ơi. Này thì móc đít này. Mày đừng tưởng tao không thấy nhá. Úi dồi ôi, một bé, thằng kia yếu rồi. Yếu rồi. Ok. Vâng, yếu là cứ xác định thôi. Cái lúc mà còn đầy máu thì mình còn run, chứ còn khi mà thấy team bạn còn tầm nửa cây thôi, cái lục này nó ăn một nốt nhạc thôi anh em ạ. Nó còn đơn giản lắm. Ok. Thế nhiên lại cam ở khu vực này. Hay quá. Spam đạn nhiều vào bạn này. Mình sẽ thủ ở rào này. Rào này hay có người để lên. Hay chết rồi. Nãy mình thấy có thằng nào chết này. Đấy. Úi dồi ôi. Cái tội. Vâng, cứ một đường đẩy mãi không thôi. Vãi xoài. Ok, bọn kia đâu mà ăn được nhiều kill đấy. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng người như đứa quân chập chờn trắng đen. À, nó vẫy ở nhà nó kìa. Rồi, ở nhà nó rồi. Đẩy lên không anh em? Mình cũng sợ đẩy lên, tại vì cầm cái khẩu này nó không tự tin em ạ. Hồi sinh nó biết rồi. Thấy chết trên đấy là hiểu rồi. Lòi mặt ra nào. Bạn ơi, bạn đi đâu thế? Snip cùi. Cái gì snip cùi? Ok, snip cùi không sợ đâu. Lên không? Úi dồi ôi, nó cân tận hai thằng. Định mệnh. Thêm snip cùi. Kìa. Ok, một thằng yếu máu. Còn thằng nữa. Snip cùi đâu? Rào 10cc chết rồi bạn ơi. À, còn thằng Mick này. Tham nhấp nháy rồi bạn ơi. Nó sẽ nhặt bom ấy. Ui, ui. Này thì chạy đi đâu con lợn này. Vâng, hết cả hồn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận cuối nào. Đơn giản quá. Vâng, như thế này thì nó... Sau mấy trận đầu nó bắn kinh vậy ta. Vâng, bên team bạn có một thằng thoát rồi. Quá đen. Vâng, mình nghĩ là chắc là clan khói nó thoát hết đấy. Chơi kiểu gì hay nhở. Bắn thì bắn luôn, thoát làm đích gì. Khô máu luôn đấy. Lúc đầu mình cứ tưởng là hacker đang run. Lúc đầu run cực luôn. Lúc sau ấy. Ôi thật dòng rồi. Ôi thật dòng rồi. Cái định mệnh. Ôi dồi ôi. Vãi xoài. Cái quả nó rớt xuống mình không bắt được nó. Tiếc thế. Để nó kê lại mình kinh nhá.